thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly through the sky. We can fly so high. Gia đình là số một, gia đình là số một. Gia đình là số một, gia đình là số một. Gia đình là số một. Cô Hiền, vô đây, vô đây, vô đây. Cô đã lên danh sách mấy đứa học sinh mà đi ghi hình chưa? Dạ, rồi thầy. Rồi, đưa lên coi. Dạ. Dạ, danh sách là gồm một nam một nữ thầy. Với lại các em đứng đầu các môn, tổng cộng là 10 em thầy. Ủa sao cô không viết rõ ràng, cô viết cái gì vậy nè? Anh ấy là một người đàn ông tốt, không sao đâu Duy Hiền, không có gì thì thôi, tình yêu không phải là tất cả. Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau là sao? Dạ thầy, cho em xin lỗi, cái tờ đó không phải đâu thầy. Tờ nào? Hai tờ đó mới đúng. Tờ này là bài hát đó thầy. Thầy chưa bao giờ nghe bài hát này hả? Có bài hát đó hả? Dạ có. Bài hát thì sao? Chúng ta không thuộc về nhau vì anh ấy là người đàn ông tôi. Được, cái bài này có hát cho ai nghe chưa? Dạ chưa. Thôi đừng có hát cho ai nghe hết nha. Sao vậy thầy? Người ta nhập viện tội nghiệp lắm nha. Dạ. Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Đức Minh, Du Mi. Ủa sao chọn mấy đứa này? Dạ thưa thầy, tại vì bên nhà tổ chức á yêu cầu là các em phải ăn ảnh một chút, cho nên em có chọn Yumi, rồi có chọn thêm em Mẫn nữa, tại vì dù sao hai em cũng đóng vai chính trong Romeo and Juliet đó thầy. Tốt, cô làm tốt lắm, nhưng mà quan trọng là đã nói chuyện với vợ phụ huynh người ta chưa? Dạ nói rồi thầy. Ban đầu thì vài phụ huynh còn hơi e ngại, nhưng mà em cùng với tổ các giáo viên khác cũng đã cố gắng thuyết phục và phụ huynh đã đồng ý hết rồi thầy. Outstanding, làm rất tốt. Mấy thầy mấy cô lớp 12 á, làm rất tốt, cho nên tối nay tôi mời mọi người đi ăn tối, nghe chưa? Không được vắng mặt cả thầy Phúc nữa. Cô nghe tôi nói không? Cô nghe tôi nói gì không? Dạ. Dạ sao yếu xịu vậy? Dạ. Oh yeah, phải vậy. Tối nay không được vắng mặt nha. Bất cứ chuyện gì cũng phải đi, hiểu không? Đào bao tử, uống thuốc cầm, đưa cho tôi. Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ. Người yêu ơi, xin quay. Dạ, hôm nay tôi rảnh. Dạ, gặp lúc nào cũng được hết trơn á. Dạ, em cảm ơn đạo diễn. Dạ, dạ, vậy hẹn với anh 7 giờ tối nay nha. Dạ, dạ, lát nữa em tới. Em cảm ơn anh. Em chào anh. Gì vậy? Hả, bà về sớm vậy? Tôi để quên tài liệu. Mà làm, nói chuyện với em mà vui dữ vậy. Bà biết gì không? Mùng 7 tháng sau có công diễn vở diễn mới à. Mà ông đạo diễn đó họ có coi tôi diễn vở hôm bữa, có vẻ khoái lắm, rất là quan tâm, cho nên là lần này kêu tôi tới thử dài á. Vậy là cơ hội tới mà đó. Trời ơi, tôi đang lo là xong vở diễn này á, không biết là thân tôi sẽ ra sao. Ai ngờ là bây giờ lại có mối mới, đúng là hay không bằng hên. Trời, mà lần này còn được đích thân đạo diễn họ gọi tới casting nữa nha. Trời, chắc là thời của tôi sắp tới rồi đó bà ơi. Cái gì? Nhiều khi á, bây giờ là cơ hội mà nổi tiếng luôn.
Trời ơi, tôi hy vọng là lần này tôi sẽ được nhau giải thứ 9 hoặc là giải 9 cũng được. Tôi sẽ có diễn cho thật tốt. Đúng rồi đó, cố lên nha. Tôi cảm thấy là may mắn nó bắt đầu tới với bà rồi đó Kim Chi. Cố lên, tôi cũng thấy vậy đó. Thôi, tôi lấy tài liệu nha. Đó, đó, vô mặt tôi đi. Trời ơi, sao lâu quá vậy Long? Chú đạo diễn à. Ủa chú ơi chú, chừng nào tụi con mới được quay vậy? Các cháu chờ chú chút xíu thôi. Chờ chú chút xíu nha, chỉ 10 phút thôi. 10 phút hả? 10 phút thôi. Ôi, từ sáng đến giờ tụi con quay cái này mà không tập trung học được luôn á chú. Dạ đúng rồi đó. Chú biết rồi, chú biết rồi. 10 phút thôi, 10 phút thôi ha. Dạ. Trời ơi. Ê Minh, Minh gọi lại bài môn lượng giác cho tôi mượn xíu rồi. Lượng giác hả? Tôi để trên lầu rồi, lát tôi lên tôi lấy đưa bạn nha. Vậy cũng được, cảm ơn nha. Bài cậu làm dễ hiểu lắm á. Thiệt hả? Ờ. Cảm ơn nhiều nha. Thôi thôi đi nha. Còn bài tôi dễ hiểu. Ôi, đi luôn rồi. Không có bao giờ làm bài đâu mà hiểu. Tầm lao à. Chán quá à. Sao vậy Dung ơi? Chán chứ sao. Bạn chán à, hay để tôi lấy sách cho bạn đọc nha. Sách hả? Chán hơn nữa. Ở đây đâu có cái gì đâu học bài. Vậy thôi bạn đứng đây chơi chung với tụi mình đi. Đứng đây chơi chung tụi tôi. Ôi mỏi chân quá nè. Ôi các bạn ơi các bạn, tụi mình tập trung để quay nè. Quay kìa, đi đi. Quay kìa, quay kìa. Chú đạo diễn này vui tính quá. Ủa sao đứng đây chi vậy, không vô học hả? Bạn coi lại bạn đi, bạn có hơn ai đâu mà nói. Bây giờ đứng đây chán quá, tôi không biết làm gì hết, nên kiếm cái chơi nè. Ở đây có cái gì chơi đâu trời. Cũng đúng mà, đây đâu có gì đâu chơi đâu mà vui. Mẹ, tụi con chuẩn bị đi nha. Nè, đi chơi cho vui vẻ hả con, rồi kiếm cái gì ngon cho nó ăn nghe không? Mẹ yên tâm đi, con sẽ kiếm đồ ngon cho ảnh ăn mà. Đồ nó đâu rồi? Anh ơi, nhanh lên. Coi kìa. Hạnh à Hạnh, đi chơi thì vui vẻ lên con, sao mặt mày bí xị vậy hả? Làm mất của ba biết bao nhiêu tiền. Tâm trạng mẹ ơi. Thôi con ơi, chuyện gì qua rồi, cho nó qua luôn đi. Bởi vậy mẹ có linh tính hay lắm. Thấy hai cha con mà thân thiết thế nào cũng có chuyện. Y như rằng. Thôi tụi con đi nha mẹ. Thôi mẹ con đi. Trời, vui vẻ lên con, đi đi chơi đi. Đi đâu mẹ vậy? Anh định lên phòng 3 nữa hay sao vậy? Tính sách vali lên phòng 3 nữa. Vui vẻ lên con, đi chơi đi. Dạ. Trời ơi, sao còn ngồi đây ủ rũ vậy, không chịu đi đám ma cho rồi đi. Nhà tang lễ Tú bên nhà bè nó xa lắm, ông đi trễ là kẹt xe đó, hiểu chưa? Ông định buồn rầu tới chừng nào nữa hả? Tôi thấy ông tôi chịu không nổi, huống hồ chi thằng Hạnh. Thôi lỡ thua cổ phiếu rồi thì thôi cho nó qua đi, sống bình thường giùm tôi đi. Đi đi đám ma đi, xa lắm, đi đi ông. Rồi để đó tôi giữ nó cho. Nè con. Chà chà cô bó đây nè. Cục giặc cướp bà nội. Vui vẻ đi nha. Đi hết trời, cả nhà đi hết trời. Ba con thì đi ăn với mấy thầy cô trong trường, mấy anh con thì đi coi phim. Bây giờ ở nhà này là giờ ăn sang của hai bà cháu mình. Tha hồ quay cô bó, cục giặc của bà nội. Các em ơi, chúng ta đã quay xong toàn cảnh rồi. Bây giờ chú sẽ quay cận cảnh mỗi đứa. Và bây giờ chú hỏi mời Nguyễn Đức Minh. Minh, Minh, Diễn Minh. Diễn đi em. Diễn đi em. Các bạn đang chờ em đó. Sau mấy cảnh này chúng ta cùng lên lớp nữa. Các em ơi, các em đừng làm ồn. Bạn đang ghi hình làm gì?
Minh. Alo đạo diễn. Dạ em tới rồi nè. Tôi nè. Anh là đạo diễn hả? Tôi là đạo diễn. Cô tới lâu chưa? Dạ chưa, em mới tới. Mời. Kim Chi, kêu nước đi. Dạ. Cho chị một ly sữa tố dâu nha. Dạ. Còn tôi, một cái đen đậm tiết là đậm. Dạ. Khoan. Dạ. Bỏ muối mặn thiết là mặn. Dạ. Kim Chi nè. Dạ. Nhìn cô gầy như vậy rất là đẹp luôn. Dạ cảm ơn anh. Tôi nói rồi, Kim Chi diễn rất tốt, hát rất là hay. Giọng hát của cô á, nó làm trái tim tôi nè muốn nhảy múa gì đó. Dạ cảm ơn anh đạo diễn quá khen. Tôi nói thật, tiếng hát của cô rất là đặc biệt, hình như là lỗi của cô nó cũng rất khác người ta. Kim Chi. Dạ. Cô cho tôi sợ cái lưỡi của cô. Hả? Tôi giỡn thôi. Cô tưởng tôi có ý định sờ lưỡi cô thật à? Không sao, không sao. Tôi ghét cái bản nhạc này nhất. Đó nha. Thầy Phúc, đây là thầy. Ngồi đi thầy. Chào các thầy cô. Phúc vô, cho cái ly cái chén đôi đũa. Mình tưởng ơi Phúc không tới chứ ai dè Phúc tới. Thôi cho xin lỗi nha, lâu nay con nghĩ là Phúc tê tê là cái gì nó ghê gớm lắm, nhưng buổi bữa nay mới thấy là thật thà dũng cảm trọng tình. Nhận lời xin lỗi của tôi, người cưa 50. Dạ xin phép thầy, hôm nay cho em không uống. Vậy là không nhận lời xin lỗi của mình rồi. Dạ đành ôm cái nỗi buồn vào giấc ngủ thôi. Cô Hương, sao cô không ăn? Ôi dạ thầy ơi, em tên là Diệu Hiền chứ không phải tên Diệu Hương thầy. Bà Hương ngồi bên này nè thầy hiệu trưởng. Tôi biết rồi. Dạ thầy ta uống trước đi nha, 100%. Dạ em mời thầy. Dạ. Trời tội nghiệp cô Hiền quá, ngồi kế thầy hiệu trưởng là tiêu rồi, sao cô uống nổi ta? Em nghĩ kỳ này là cô uống mệt nghỉ luôn á cô. Ngồi nãy giờ mấy ly luôn á. 100% đó cô Hiền. Còn dư kìa, cái lông đờm dày lắm á. Ráng lên, ráng lên. Vô, 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 vô. Dạ, xin phép thầy cô. Cô đi đâu vậy? Ngồi xuống đây uống với tôi một ly nữa. Dạ. 100% nha. Dạ thầy ơi. Chắc cô Hiền uống không nổi nữa đâu thầy. Uống sao vậy Phúc? Trời ơi, cậu không uống thì cũng phải để người ta uống. Người cậu không uống là cậu không để mặt tôi, cậu không uống nhưng mà ít ra cũng phải để mặt thầy hiệu trưởng. Đúng không? Dạ. Mời thầy. Cả bàn mình vô đi. Vô. Dạ, anh xin phép thầy. Dạ. Tôi cho phép thầy anh hùng chú mỹ nhân 50. Thua rồi đó, đưa đầu đây.
cho chú hỏi coi hai đứa bạn của cháu, bọn nó chơi từ nãy giờ nó không biết chán hả, mà cũng không cần phải học thi như cháu sao? Dạ đâu có, tụi con đều phải thi hết đó chú. Phải thi mà chú thấy tụi nó tỉnh bơ như rùi vậy. Dạ thưa chú ơi, tại vì hai bạn này có năng khiếu là học dốt nhất trường, chứ giờ chú mời hai bạn đóng phim chắc cũng tốn phim lắm đó. À cũng rồi, chơi gì kiểu. Tiếp rửa mũi đây nhẹ thôi nha, từ từ đi. Trời ơi sao con nóng như nè con hả? Nóng mà sao con khóc đi nè, con đừng có làm cho bà sợ nha. Con người con sao, con nói cho bà nghe coi. Sao mà nhỏ nóng dữ vậy nè trời. Nên bà thương, bà thương. Đi, bà gọi cho mẹ con nghe. Nên bà thương, ô cô bò, con vàng của bà. Ô. Đạo diễn ơi, đạo diễn. Cô Kim Chi nè, dự án sắp tới của tôi là nghe đi. Dạ thôi chắc là không quan trọng, nghe sau cũng được. Nghe đi, cứ nghe tự nhiên đi. Dạ thôi à, để có gì em nghe sao được rồi. Ừ, đang nói chuyện mà nghe điện thoại mới lịch sự lắm. Trời ơi, cái gì mặn quá vậy? Cho tôi uống đi, lên tầng sập là giết tôi hả? Anh hồi nãy không có gì. Tôi kêu mặn là mặn vừa vừa thôi. Sao? Đúng rồi. Ông này có phải đạo diễn không trời? Hay là bị điên vậy? Yeah. Cô Chi à? Dạ. Bây giờ mình phải lên phòng á. Hả? Lên đâu? Lên phòng. Chứ không phải bên này á, cô tới đây để thử vai à? Dạ đúng rồi, em thử cho vở kịch mà mùng 7 tháng sau á. Đúng rồi, tôi đặt phòng rồi. Tất cả anh em và trợ lý đạo diễn của tôi ở trên đó rồi, đi theo cô nha. Lên khách sạn nè, nhận đi thôi. Các thầy các cô vô. Vô nha. Mời thầy. Vô. Trống vắng nha, trống vắng, chiều nay hết ly rồi thêm nha. Cô vô lại đi. Ủa anh ơi, sao chưa có ai tới hết vậy? À, chắc tại tôi với cô tới hơi sớm. Cô ngồi chạy đi. Cô nè, cô cho tôi hỏi một câu nha. Tôi chỉ tò mò thôi. Hình như là cô ly dị được phải không? Hả? Ly dị á? Dạ đúng. Chuyện đó. Mà bộ có gì hả anh? Không sao, tôi hỏi chỉ biết chắc thôi. Vậy là cô đã có chồng rồi. Những gì cần biết với tôi cô phải biết chứ. Anh bị sao vậy anh? Ôi sao hết, tôi đau bụng quá. Tôi vô vệ sinh chút cháu nha. Thôi chúng ta nghỉ nha. Rồi thầy về. Dạ. Về nha. Dạ. Xin phép. Chào thầy cô. Chà, coi bộ cô Hiền bữa nay uống dữ rồi nghe. Uống không được thì đừng có uống. Dạ thầy yên tâm đi, không có sao đâu thầy. Uống không được mà ngồi kế bên cái ông sát thủ này là chết luôn á. Rồi giờ về nổi không? Dạ. Thầy để em đưa cô ấy về cho. Đúng rồi, người ít uống rượu nè.
đưa cô về một cách an toàn nghe chưa? Dạ. Cô về trước ạ. Dạ, chào thầy. Ủa sao? Không sao hết á. Cô sao không? Tôi đã nói là tôi không có sao rồi mà, tôi không có cần. Để tôi đưa cô về. Không cần. Cô say vậy sao tự về được? Kệ tôi đi. Đi. Bây giờ cả lớp chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình. Các em cứ học như bình thường như mỗi ngày đó. Và ngồi thẳng lưng lên cho cái hình ảnh nó đẹp chút. Ủa? Trợ lý đâu? Dạ có anh. Hai cái ghế trống này của học sinh nào? Dạ là hai đứa kia anh, nó chưa có vô. Hai đứa kia là hai đứa nào? Dạ là hai cái đứa mà hay chơi quá thuộc sĩ à. Kêu lẹ lên đi, dùm tôi đi, lẹ lên lẹ lên. Dạ 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 có anh. Đáng đời thu hoài mà thích đòi chơi. Tại em bóng với mạnh vậy nhở? Cái gì nữa? Trời chơi là phải mạnh lại, chứ. Chơi lại, chơi lại. Chịu. 1, 2, 3. Lần này mình sẽ trả thù nè. Ăn gian vậy? Sao chơi mạnh vậy? Thôi nãy bạn đánh sao rồi giờ mình đánh vậy thôi. Lại đi. Lại thì lại. 1, 2, 3. Nữa. Hai đứa, hai đứa. Lên quay nè. Lại. Nhanh, nó diễn ra trời tài luôn. 1, 2, 3. Yes, thắng rồi. Đây, 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 đây. Lên quay. Để chơi nha. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Hai người làm gì vậy? Nè, 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 nè. Kết hoài pháo hoài hả? Qua đây, bạn ngon qua đây. Khách đi, khách đi. Hai cháu ơi, đừng giữ nữa, đưa chỗ bằng của mình. Bắt được rồi. Nghe tôi hả? Bạn tha cho mình một lần này nữa đi. Mà ây da. Còn gian nữa không? Thôi nha. Dù mi có sao không? Có. Mọi người hiếp mình kìa, bạn đánh mọi người. Mày giữ mặt tao. Thôi. Bình tĩnh coi. Còn bạn nữa, bạn đùa giỡn kiểu gì vậy? Đùa giỡn cho cố rồi, mày khóc lóc. Thôi nha, đây là hoạt động tập thể, mày phải biết. Mày phải tôn trọng mọi người chứ. Đi về chỗ đi. Thôi rồi, các cháu bình tĩnh. Về chỗ ngồi giùm chú. Cố gắng ngồi giùm chú để cho thôi, bình tĩnh đi mình ơi. Cảm ơn ông nha. Ông mà ông cản tôi là nó quýnh tôi rồi đó. Đau lắm phải không? Học sinh cấp 3 rồi mà cứ như trẻ con nít vậy. Trời ơi, sao không ai bắt máy vậy nè? Nên bà Tương bà biết con bệnh rồi phải không? Để bà nội gọi cho ông nội nghe. Nên bà Tương. Ông hả? Ông ơi, thằng của bọn nó khóc quá, chắc nó bị bệnh rồi đó ông. Nó bị sao? Bệnh gì? Trời ơi, làm sao tôi biết nó bệnh gì? Chắc phải đưa đi khám quá à. Bệnh viện Nhi Đồng nó ở đâu? Tôi đâu có biết đâu. Ông về đi. Mà kêu thằng Phúc về nhà lẹ đi. Gọi hoài mà không được. Gọi cho mẹ nó rồi cũng không được, mà cho cha nó cũng không được. Nữa có điện thoại làm gì mà không ai bắt máy trơn rồi. Ông về đi, nghe có mình tôi ở nhà tôi sợ quá nè. Nó khóc quá trời nè. Tôi đang ở nhà mẹ sao về được? Không về được không phải về. Trời ơi, bệnh nhân bị bệnh mà, ông là bác sĩ, ông phải chữa bệnh chứ. Y đức ông ở đâu? Về liền với tôi. Bà nội tôi. Do re mi fa son la si do. Anh đạo diễn ơi, anh giải quyết xong chưa? Sao anh làm gì lâu vậy? Xin lỗi.
anh chờ tôi lâu không? quần áo anh đâu hết trơn rồi, tự nhiên quần áo anh đâu rồi? Sao vậy? Cái bộ đã vàng hoài vậy hả? Hả? Làm sao? À, thì ra anh là con người tồi bại vậy hả? Coi như là tôi hiểu lầm anh rồi. Ê, 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 làm gì vậy? Vô, sao vậy hả? Không phải con cần chơi vừa, vậy 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 sao? Sao nhảy nhảy hoài vậy? Hả? Cô lại ghét con chồng rồi, con phải biết điều tôi muốn chứ. Cả hai cùng lại mà. Tôi đâu phải loại người như anh nghĩ đâu hả? Anh nghĩ cái gì vậy hả? Một chồng đi, tôi vô dây. Em thấy trong người sao rồi? Em khỏe rồi. Cho em xuống đây để em tự về mình được. Sao em tự về được? Em đang xỉn mà. Để đưa em về. À, mà anh đừng có hiểu lầm nha. Em không có buồn hay là gì cái chuyện gì mà em uống nhiều em xỉn vậy hết. Chỉ tại em ngồi kế bên thầy Quyền rồi. À, không, em ngồi gần thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng uống, bác uống nhiều quá cho nên mới vậy thôi. Anh biết mà. Anh được á. Yên tâm đi, anh không hiểu lầm gì đâu. Thiệt là xui xẻo, tức muốn chết luôn à. Đề nghị anh giữ trật tự. Giữ trật tự cái gì? Cô ta đập đầu tôi như con thú nè, thấy không? Cô ta là người tự nguyện tìm đến tôi, vậy mà đánh tôi ra trong đội này nè. Công lý đâu, công bằng đâu ha? Những cái gì? Tốt nhất anh nên im lặng, không có lửa làm sao có khói. Đừng có tỏ ra vẻ mình là người bị hại ở đây nữa. Ai nhìn vào cũng hiểu hết đó. Được rồi, để tôi đi lương sư của tôi lại, đòi lại công bằng cho tôi. Tôi tức quá mà. Tôi biết trong chuyện này cô là người ăn ức, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì sự việc này khó mà giải quyết rõ ràng được. Theo tôi thì cô nên thương lượng và giải quyết ôn hòa với ông ta. Trong tình huống này, nếu cô làm lớn chuyện, người bất lợi sẽ là cô mà thôi. Ông ta thì có cớ rằng cô tự động tìm đến ông ta, còn cô thì không có nhân chứng rằng ông ta quấy rối hay lừa đảo cô cả. Cho dù làm thế nào thì cô cũng là người thiệt thòi mà thôi. Cô hiểu ý tôi chứ? Dạ tôi hiểu. Cô có uống nước không? Tôi lấy cho cô ly nước nha. Cảm ơn anh. Em lên nhà đi. Anh đi theo tôi làm chi vậy? Hồi nãy không đi ở trên taxi rồi đi về luôn đi. Chứ em như vậy làm sao để em về một mình được? Tôi không cần. Anh đi về đi. Em lên nhà đi. Anh đi về trước đi. Em lên nhà trước đi. I knew.
Coi bộ vậy mà hai em học sinh này cá biệt của lớp, vậy mà ăn ảnh ghê chứ. Dạ, còn em á, em cứ tưởng là hai bạn học sinh quen mà anh. Không sao, dù sao gì cái buổi ghi hình hôm nay rất là đẹp của hai em. Sao mẹ lại gọi cho mình nhiều cuộc dữ vậy ta? Anh nghe nè, anh đang ở ngoài đường. Sao? Được rồi, anh về liền. Kim Chi! Anh! Con ở đâu vậy anh? Anh muốn biết hả? Tại sao mẹ gọi điện mà không đưa ra bóng má hết vậy? Dạ tại con. Ông dở. Bớt nóng, bớt nóng. Dù sao ở đây cũng là bệnh viện ông ơi. Có chuyện gì từ từ nói ông ơi. Dạ bệnh viện rồi. Cô có phải là cha nó không? Cha là mẹ mà đi chơi suốt đêm bỏ mặt con không biết cái gì cả. Hai đứa không sống với nhau được. Lý gì? Ai muốn làm gì làm. Con có trách nhiệm. Làm cha làm mẹ mà. Tại sao không có trách nhiệm với con cái gì hết vậy? Thôi được rồi, bây giờ ha, hai đứa cứ để con cho ba mẹ nuôi hả? Muốn làm gì thì làm. Con xin lỗi. Xin lỗi mẹ. Mẹ đâu có biết là mẹ gọi điện thoại không đưa vào bắt máy. Mẹ sợ như thế nào hay không? Thành phố Bo thì nó nóng, nhổ hoài không chịu nín. Cũng may là bây giờ nó không có sao. Rồi nó có chuyện gì xảy ra có phải hối hận không? Đi chơi thì đi chơi, điện thoại thì bắt máy chứ. Tụi không có thương con gì hết trơn rồi à. Dạ con biết con sai rồi. Chạy vô trọng coi nó còn sao đi. Lẹ lên. Dạ. Ngoan, mẹ tới rồi nè. Mẹ xin lỗi không? Không có sao hết. Mẹ tới nè. Có mẹ rồi. Em uống miếng nước đi. Cảm ơn anh. Sao anh không nghe điện thoại của mẹ vậy? Ờ, anh không nghe thấy. Còn em bận chuyện gì vậy? Em gặp một chút rắc rối ở đồn công an. Tiền lấy vợ mà. Có gì đâu, dòng họ nhà tớ đông lắm. Dòng họ nhà tớ quyết tâm giảm cân. Trời ơi. Dạ đâu, biết anh đi. Biết anh đi, biết anh đi. Bây giờ chúng tôi sẽ tịch thu số hàng này đem về phường. Có gì ngày mai cậu lên. Ê, phải đó từ từ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ ơi, mẹ nhìn con đi. Mẹ mở mắt ra, mẹ nhìn con đi. Mẹ ơi. Đón xem tập 92 Gia đình là số 1, phát sóng vào lúc 19:50 ngày 27 tháng 6 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Hey!